Mức chi phí sinh hoạt thấp, xã hội ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo là những nguyên nhân chính khiến người nước ngoài chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc lâu dài. Bằng chiêu trò đánh trao khái niệm, các đối tượng đã đánh đồng phí sinh hoạt thấp với chất lượng cuộc sống thấp cũng như mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội ở Việt Nam. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam chúng ta không chỉ quan tâm đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, mà ở đây đã có sự hài hòa cân đối, nhất là cái việc chúng ta đảm bảo cái sự công bằng xã hội và cái sự chú trọng đầu tư của nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển các cái vùng sâu, vùng xa, những cái vùng nông thôn, những vùng còn kém điều kiện phát triển hơn. Những cái thành tựu đấy, nó là những thành tựu thực chất, nó thể hiện trong cái mức sống, trong cái mức sinh hoạt và trong cái sự tiếp cận các cái dịch vụ sinh hoạt thiết yếu và cũng như là những cái dịch vụ cao hơn nữa của cái cuộc sống hàng ngày của người dân. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng 78.000 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Nhiều người trong số họ đến với Việt Nam, đôi khi không phải vì yêu cầu công việc, mà đơn giản chỉ bởi vì họ yêu mến đất nước và con người nơi đây. Còn đây là những chia sẻ của chị Esiri, giáo viên tiếng Anh đến từ Nigeria, về cuộc sống cũng như những trải nghiệm tuyệt vời của mình tại Việt Nam. Tại các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh cập nhật các hoạt động hàng ngày của chị đã nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều bạn bè quốc tế và Việt Nam. Đất nước các bạn đang phát triển rất thịnh vượng. Tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng đang mọc lên mỗi ngày, cơ sở vật chất hiện đại hơn và ngày càng nhiều doanh nghiệp mong muốn đến Việt Nam kinh doanh. Ở đây, tôi có một công việc tốt và có thể cân bằng cuộc sống của mình. Khí hậu ở đây cũng rất tuyệt vời. Chúng tôi có thể cùng nhau đi du lịch, đi uống cà phê, tận hưởng cuộc sống. Đối với những người nước ngoài tại Việt Nam như chị Esiri, Việt Nam là nơi họ tìm thấy hạnh phúc và bình yên, điều mà không phải nơi nào cũng có thể tìm thấy. Do vậy, việc ai đó cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích, bởi càng cố ý gắp lửa bỏ tay người thì càng tự hủy hoại danh tiếng của chính mình.